Xin chào mừng quý vị và các bạn. Và bây giờ lại tiếp tục lên sóng cho anh em là cái mẫu Kia Morning bản SLX 2010 anh em nhé. Máy eco, số zin rắc và điều hòa auto. Thì chiếc xe này thì xin giới thiệu với quý vị và các bạn, nó được sản xuất 2010, là một mẫu Kia Morning nhập khẩu Hàn Quốc. Và cái chiếc xe này thì nếu quý vị và các bạn nào có nhu cầu sở hữu xe ở cái phân khúc là số tự động mà chiếc xe bên em tuyển được cho quý vị và các bạn như chiếc xe này thì rất là ok các bạn nhé. Và chiếc xe này là số tự động các bạn này. Đấy, nội thất nguyên bản các bạn này, vô lăng 4 chấu các bạn nhé. Đấy, bản S đấy anh em nhé. Đó các bạn này. Bạn nào mà yêu thích cái dòng Kia này mà sản xuất 2010 mà như thế này, ở cái phân khúc là số tự động, bởi các bác có tuổi hoặc là những chị em hoặc là những chiếc xe cần những chiếc xe bé mà màu này, màu Kawasaki ở cái phân khúc này thì giá rất phù hợp cho các bác. Các bác nào có nhu cầu sở hữu cái chiếc xe này thì bên em đang bán cho quý vị và các bạn cái chiếc này thì cửa tiền rất vừa phải các bạn nhé, giá rất là yêu luôn đó. Và chiếc này thì bên em bán cho quý vị và các bạn là giá chỉ có đồng 8 quay về thôi. Bác nào mà chốt được xe thì alo lại cho em cái bản SX này đó anh em nhé. Với chiếc xe rất là vuông vắn đây đấy, đèn mắt xích anh em này, và đây đèn đó đây anh em này, nhìn rất là đáng yêu luôn. Một chiếc xe rất vừa phải SX như này và giá tiền lại rất vừa phải cho các bạn nhé. Đời 2010 anh em nhé, SLX nó trang bị là xi nhan gương hết rồi anh em nhé. Đó, một chiếc xe rất là ok. Và la răng là la răng hoa thị anh em nhé, với chiếc xe vừa phải như thế này và cửa tiền rất vừa vặn. Đấy, bác nào mà có nhu cầu sở hữu đưa con đưa cháu hoặc là đi làm cán bộ công nhân văn phòng, đấy, sử dụng chiếc xe này nó rất là kinh tế luôn anh em nhé. Rất là kinh tế luôn, bởi vì chiếc xe này nó rất tiết kiệm xe lượng xăng. Bởi cái màu này thì đặc biệt bác nào mà hợp cái màu này thì chắc là không thể bỏ qua chiếc này đâu, bởi vì chiếc xe này màu là màu Kawasaki, nó là màu xanh, gọi là xanh cổ vịt anh em nhé. Đấy, và nội ngoại thất của chiếc xe rất là ok. Và chiếc xe này thì em sẽ quay và cũng như là giới thiệu chi tiết cụ thể cho các bạn như sau. Thứ nhất là em sẽ giới thiệu thân vỏ, keo chỉ, máy số để cho quý vị và các bạn kiểm tra là chiếc xe như thế nào. Xe được trang bị túi khí các bạn nhé, và duy nhất là nó được trang bị túi khí đây. Và vô lăng là củ số thì các bạn quan sát là số được trang bị là hộp số zig zag đây. Đấy, số zig zag anh em nhé. Và có đầu màn cam lùi hàng Android hết rồi các bạn ạ. Đấy, nội ngoại thất đẹp, đăng kiểm dài và có cả cam hành trình nằm ở trên gương. Đó, chiếc xe này thì các bạn mua về thì chả phải làm gì hết, sẵn đi thôi. Đấy, xe em đây. Đó các bạn nhé. Các bạn nào mà quan tâm cái chiếc này thì các bạn liên hệ ngay để sở hữu xe. Xe đâu đó chạy là 11 vạn km các bạn nhé. Đấy, 11.000 km này. Và cái bản này thì nó trang bị cả loa tép cửa các bạn nhé. Đấy, gương kính chỉnh điện và 4 kính điện anh em nhé. Và những chiếc xe này thì nó được trang bị cả 2 xe ghế các bạn này, 2 xe ghế hai bên. Đấy, âm thanh thì hay. Đấy, em sẽ mở thử cho các bạn là chiếc xe này xem sao. Con này thì nó có cả chế độ dẫn đường cũng như tất cả mọi cái cam lùi, cam đủ hết, cam hành trình đủ hết các bạn nhé. Đây, chủ người ta tích hợp cam hành trình ở đây rồi các bạn này. Đấy, bác nào mà yêu thích chiếc này thì để lại số điện thoại và để lại bình luận, em sẽ trả lời và em sẽ tư vấn cho các bạn. Đó các bạn nhé, xe nhập thì lúc nào nó khác, đóng cửa rất là êm các bạn ạ. Và giá là rất phù hợp cho các bạn ở chiếc xe này. Ghế nội thất của nó thì zin hết các bạn nhé, zin tuyệt đối luôn. Đấy, cam là cam Android đây các bạn nhé, cam Android đây. Và đèn hai đèn biển số vẫn còn nguyên. Đó các bạn nhé, chữ Morning đây. Đó các bạn này. Và con này được cái giá là giá đồ giá điếc của nó vẫn còn nguyên hết anh em nhé, giá của nó vẫn còn zin này. Đấy, bác nào mà quan tâm cái chiếc này, đấy, ở cái phân khúc là A mà số tự động mà còn được như này thì các bạn liên hệ cho em ngay. Và đây thì em sẽ kiểm tra cho quý vị các bạn xem chiếc xe như nào. Đấy, con này sàn thì các bạn quan sát này, sàn nó rất là đẹp đây. Với mức tiêu thụ nhiên liệu ở cái phân khúc này, nó trang bị động cơ là 1.0 thì nó chỉ ăn tiêu thụ mức nhiên liệu từ 5 lít đến 6 lít 100 km các bạn nhé. Và cái chiếc xe này thì xin giới thiệu với các bạn là nó là cái mẫu số tự động và nó trang bị động cơ là 1.0, như lại là 4 máy các bạn nhé. Nó chính xác là 1.1 các bạn ạ thì nó mới trang bị được là 4 máy được. Còn nếu mà 3 máy thì là 1.0 các bạn ạ. Keo chỉ con này thì zin tuyệt đối các bạn ạ. Các bạn yên tâm đấy, keo chỉ zin tuyệt đối các bạn nhé. Và cái nội thất của xe thì ghế là vẫn ghế zin nỉ theo xe các bạn ạ. Từ cái giá cốp đồ của xe vẫn còn nguyên bản đây anh em nhé. Và chân nỉ là chân nỉ zin theo xe. Đấy các bác thấy chưa?
một chiếc xe khá là ok luôn. Đấy, ổ khóa rất là đẹp, sáng sủa các bạn nhé. Lòng trong của nó sơn zin hết này, màu xanh của vịt các bạn này. Đó, bác này, cánh cửa rất đẹp đây. Bác nào mà quan tâm chiếc này thì khá là ok luôn. Bởi cái chiếc này thì nói thật với quý vị các bạn, đây, nó trang bị được cả sấy ghế và sấy cả gương các bạn nhé. Và nó gương kính có xi nhan ở mặt gương. Đó các bạn này, một chiếc xe rất là ok cho khách hàng. Mọi cái keo chỉ thì con này zin tuyệt đối luôn. Bác nào mà yêu thích cái chiếc xe này với giá rất phù hợp. Và cái đồng 8 quay về thôi các bạn nhé. Giá trên chỉ lộc lá cho các bạn thôi các bạn nhé. Bởi vì em bán giá rất sát giá thị trường, không bao giờ nói cao. Đấy, đồng 8 quay về để cho các bác có điều kiện mua xe. Và thị trường bây giờ là các bác làm, bây giờ anh em mình làm ăn là mọi cái nó khó khăn. Cho nên em cũng gạn giá mỗi cái cộng làm 2 triệu là em bán thôi các bạn ạ. Mỗi chiếc xe 2 triệu. Tháng em bán độ 40 xe, sở hữu độ 450 xe là em có lương rồi. Anh em nhé, em đầu tư vài tỷ. Đó anh em này. Đấy các bạn thấy chưa? Cho nên em không lấy nhiều đâu. Đấy, các bạn cứ mua xe bên em là đến là sẽ mua được xe các bạn nhé. Cứ đến là mua được xe, chắc chắn là sẽ mua được. Bởi vì bên em bán gạn giá hết mức cho các bạn luôn. Thì những chiếc xe như này cực kỳ gạn giá. Em sẽ, đây là giá, lấy giá mức hợp lý nhất và hợp lý nhất cho khách hàng. Đấy các bạn nhé. Vì cứ có lãi 1-2 triệu là bên em bán thôi. Đấy, kể cả các bác thợ buôn cũng hay lấy xe của em các bạn nhé. Đấy, các bác thợ buôn cũng hay lấy xe của em là vẫn còn cộng được. Thì các bác dân không có lý do gì không mua được các bạn nhé. Đấy, các bác thợ đấy đến đều cộng được các bạn ạ. Vì bên em đều tính giá buôn thôi, cộng vài chênh nhau vài triệu thôi các bạn nhé. Đó, keo chỉ zin, máy số zin, đặc điểm dài, mọi cái như này không mua thì chúng ta mua xe gì. Đấy, các bạn nào mà không mua xe này thì hơi có lỗi các bạn nhé. Đấy, em nói zin hết tuyệt đối đây các bạn nhé. Đấy, xe nhập thì các bạn lưu ý là đèn đỗ dừng bao giờ ở đây và xi nhan nó ở đây các bạn nhé, không phải đỗ dừng ở trong này đâu các bạn này. Đó, đèn gầm zin của nó đây các bạn này, mặt nạ ga lăng của xe rất là đẹp đây các bạn nhé, còi đây. Đó, anh em nào mà quan tâm cái chiếc xe này ở cái phân khúc này, chất lượng đấy, một cái còn zin hết các bạn nhé. Thì alo lại cho em, máy con này lổ im đét các bạn nhé, lổ im đét đen đẹp luôn. Đấy, em sẽ kiểm tra phần kính điện mọi cái xe này. Đó, rất ok, mọi cái ok các bạn nhé. Gương kính chỉnh điện, gương kính cụt xẻ, một cái xi nhan gương nói rất ok. Đó các bạn này. Đấy, và bây giờ em sẽ kiểm tra đến phần xi nhan. Đấy, phần xi nhan gương. Đấy, hai xi ghế các bạn nhé. Đó, hai xi ghế và xi nhan đi thẳng các bạn này. Đấy, đây đạp thoại dành tay các bạn này. Đấy, xi ghế nút tắt thì nó ngồi rất nóng các bạn nhé. Và cái dòng này thì nó chỉ 4 kính điện thôi, nó không, nó có gương đây, chỉ phải chỉnh điện, chỉnh gương đây các bạn nhé. Chỉnh mặt gương đây. Đấy các bạn thấy chưa? Rất là ok các bạn nhé. Và cái màu này thì đặc biệt là màu xanh của vịt này, mà gọi là màu Kawasaki. Bạn nào mà mua chiếc này thì rất là ok các bạn nhé. Đấy, bạn nào mua chiếc này rất ok luôn. Bởi nó là một cái xe chất thực sự, trang bị máy eco rất. Và bây giờ em sẽ kiểm tra cho quý vị và các bạn đến phần máy số. Đây các bạn này, xe đi rất ít chứ không phải đi nhiều đâu các bạn ạ. Đó, đi rất ít luôn, nội thất rất là tươi các bạn nhé. Nội thất rất là tươi luôn. Bạn nào mà yêu thích xe này, đấy, chất lượng. Đó, các bạn alo lại để sở hữu một chiếc xe rất là đẹp. Đó các bạn này. Đây, máy con này lổ êm ru các bạn nhé. Và đây thì các bạn quan sát là cabo nó chưa chạm trồ một tí nào các bạn nhé. Đấy, dòng xe nhập thì các bạn quan sát này. Đấy, mọi cái rất là ok luôn. Đấy các bạn này, còn zin tuyệt đối các bạn nhé. Đấy các bác thấy chưa, những chiếc xe mà còn zin còn đẹp như này các bạn mua về thì chỉ sẵn đổ xăng lăn bánh mà chạy thôi. Đây anh em này. Đấy anh em thấy chưa. Đó các bạn này, xe thì đã độ đèn rồi các bạn nhé. Để em lên bật thử các bạn. Đấy em bật thử đây. Đó, lên đèn xe lông rồi các bạn này. Đây các bạn nhé. Đấy, đèn xe lông ba lát này. Đó, đi rất sáng sủa luôn. Và cái chiếc xe này thì quý vị và các bạn đã lên là máy eco. Là tại sao là máy bầu to đây các bạn nhé. Bầu gió to đây. Đấy. Và qua này máy vẫn còn zin các bạn nhé. Đó các bạn này, máy êm đét luôn. Đó các bạn. Bạn nào mà thích sự là yêu thích cái dòng này thì các bạn liên hệ em ngay để sở hữu xe, một chiếc xe rất là ok luôn. Đó các bạn nhé. Máy gầm thì chấm hết luôn. Đó. Để em sẽ ga thử cho các bạn này. Con này máy zin zịt các bạn. Con này máy đi rất là thoáng xe này. Tao em con này chạy rất, máy rất thoáng và khỏe cực kỳ luôn các bạn nhé. Em đã chạy thử con này rồi, nó rất là ngon các bạn ạ. Đó, bác nào mà thực sự yêu thích cái dòng này mà chất lượng thì các bạn cứ liên hệ với em để sở hữu xe. Và bây giờ có lẽ em sẽ quay xung quanh một lần nữa và khép lại video ở cái phân khúc Kia Morning bản SLX số tự động đời 2010 để kết thúc video một chiếc xe đẹp cho quý vị và các bạn. Bạn nào mà yêu thích chiếc này thì cố gắng liên hệ anh em ngay để sở hữu xe các bạn nhé.
Bởi cái chiếc xe này em bán giá rất hợp lý và giá gần như giá cộng cho thợ, thì giá nó rất là phù hợp với khách hàng. Và các bác mua được chiếc xe này thì cố gắng điện lại sớm cho em. Và một lần nữa xin cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn đã xem video ở phân khúc Kia Morning. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.